quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài đê. Con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài đê. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành
quê hương ân nặng nghĩa tình là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi, hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt giống, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu và những cánh cò bay lả trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu, về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả, sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, nhờ tổ tiên trước, kiếp sau có mình. Cho tôi về nơi ấy chân đê, khúc sông quê một thời phiêu dạt, đất bãi bồi ven sông vẫn hát, bản nhạc nào con sóng gọi tên. Cho tôi về nơi ấy đã lớn lên, tu hú kêu tháng năm mùa vải, ôm câu hát từng đêm khắc khoải, nước mắt con cỏ gánh gạo triền sông. Cho tôi về ước chọn niềm mong, tìm lại câu thơ ngày xưa dang dở, nước cứ trôi bên bồi bên lở, sóng tìm mình trong bãi đất quê hương. Ai đã từng sống xa quê, nhớ về một làng quê đã sống năm tháng tuổi thơ, để lớn lên ở đó, có lẽ cũng chẳng khác những người con đang sống xa quê, nhớ về quê hương nơi mình được sinh ra, chôn nhau cắt rốn, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Tuy sống xa quê, nhưng các anh các chị luôn hướng lòng mình về đây để mà thương mà nhớ. Nơi đó đời con có mẹ có thầy, đã cùng khổ cực đắng cùng nuôi con vất vả với cả bầu sinh lực, nắng hạ mưa tông tháng lại ngày. Tổ tiên xưa đắp xây gia đình, thân hình ướt đẫm bao mồ hôi ướt toàn thân.
dùng lực tay chân quyết làm nên quyết lên gian nhà. Dựng nhà nhỏ bé bé nhưng thật là nghĩa lớn. Hôm sớm thật vui mừng vui, sống yên vui tình cảm gia đình. Chưa chan nghĩa tình, nghĩa tình thắm thiết trong nhà tranh, nhà tranh với đồng xanh. Thật sự nhà tranh với đồng xanh vẫn mang tâm hiền. Đồng tiền không có khó khăn chẳng lùi một bước, vẫn rước đàn con hiền ngoan, vẫn lo toàn gìn giữ giống nòi. Tổ tiên xưa khó khăn suốt đời, sống thời cơm thiếu nhưng vượt qua vì con, sống vì con. Vải mặc sâu xa, áo bà áo nâu nâu dài. Cuộc đời nghèo khó vẫn vui bản làng thôn xóm. Mai lá nhà tranh nghèo nhưng biết bao nhiêu tình cảm cao vời. Chan nghĩa tình, nghĩa tình thắm thiết trong nhà tranh, nhà tranh với đồng xanh. Thật sự nhà tranh với đồng xanh vẫn mang tâm hiền. Đồng tiền không có khó khăn chẳng lùi một bước, vẫn rước đàn con hiền ngoan, vẫn lo toàn gìn giữ giống nòi. Tổ tiên xưa khó khăn suốt đời, sống thời cơm thiếu nhưng vượt qua vì con nối đời ta. Vải mặc sâu xa, áo bà áo nâu nâu dài. Cuộc đời nghèo khó vẫn vui bản làng thôn xóm. Mai lá nhà tranh nghèo nhưng biết bao nhiêu tình cảm cao vời. Mai lá nhà tranh nghèo nhưng biết bao nhiêu tình cảm
cao vời. Con cháu vui xóm làng, xóm làng phường phố vui thật vui, thật đông cháu và con thành thật thành tâm nhớ tổ tiên có công sinh thành. Thật lòng con cháu quyết tâm làm điều ơn nghĩa, con cháu đồng tâm dựng xây, đắp xây nơi thờ tổ tông mình. Con kính thưa kính trình, con trình tiên tổ bao đời xưa, chẳng ngại nắng và mưa. Về hội dâng hương cùng tổ tiên cùng lên thiên đường, trẻ già hương khói, khói hương cùng nhiều hoa thắm. Con kính con lễ tổ tiên đã sinh ra nhiều cháu con hiền.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể các vị đại biểu khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và để trung tâm nhà thờ chính của dòng họ Đỗ Hữu, để chúng ta cùng an toàn với những bàn tiệc nước tiệc trà, và để chúng ta sẽ cùng dừng chương trình đại lễ hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Mời toàn thể các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ các bà sẽ di chuyển và an toàn với những bàn tiệc nước tiệc trà để chương trình lễ kỷ niệm chính thức xin phép được bắt đầu. Xin được hân hoan đồng nhiệt chào đón toàn thể các vị khách quý đã về dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quỹ Khuyến học Dòng họ Đỗ Hữu 2009-2023 ngày hôm nay. Dạ vâng, lần đầu tiên cho phép ban tổ chức cũng như những lập trình, đặc biệt với sự hiện diện của MC Ngọc Linh, nữ ca sĩ Thu Hương, nhạc công Minh Thắng, trung tâm tổ chức sự kiện Minh Đức xin được gửi lời cho ban tổ chức gửi tới toàn thể sự hiện diện của quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, chúc mừng cho ngày lễ hôm nay sẽ thành công rực rỡ. Dạ vâng,
Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ, ông bà cùng các bác anh chị trong dòng họ Đỗ Hữu, quỹ khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu đã được chặng đường 15 năm. Kể từ ngày mới thành lập đến nay, những ngày đầu mới thành lập tuy còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, ủng hộ của dòng họ, được sự quyết tâm và nhiệt huyết của ban khuyến học, nên quỹ đã dần được ổn định, ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, lan tỏa rộng hơn. Và hôm nay, nhân ngày 30 tháng 7 năm 2023, được sự thống nhất của dòng họ Đỗ Hữu, ban khuyến học long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quỹ khuyến học, đồng thời để biểu dương và trao phần thưởng cho các cháu đã đạt thành tích tốt trong năm học 2022-2023 vừa qua. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay vinh dự về ban tổ chức hôm nay long trọng giới thiệu các thành phần tham gia lễ hội. Dạ vâng, về dự lễ kỷ niệm hôm nay gồm có ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, để chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và với sự hiện diện của bà Quất Thị Ngọc, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Phúc Thọ, để chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và tiếp theo về tham dự gồm có ban giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện Phúc Thọ và đại diện cho Đảng chính quyền địa phương. Và tiếp theo gồm có sự hiện diện của bà Quất Thị Thu Hiền và Trung tâm. Rất xin mời đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và đại diện gồm có bà Nguyễn Thị Trâm, chuyên viên phó giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ, để chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt về hôm nay gồm có đại diện của Đảng chính quyền địa phương. Dạ vâng, và đại diện cho khối nhà trường thì gồm có bà Nguyễn Lệ Thủy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, để chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và về dự có bà Nguyễn Thị Minh Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Tam Hiệp A. Và đề nghị chúng ta cùng nồng nhiệt nổ những tràng pháo tay thật lớn ạ. Và tiếp theo về dự gồm có bà Nguyễn Thị Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Tam Hiệp B. Và đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Dạ vâng, và đại diện cho Đảng chính quyền cơ sở gồm có ông Đỗ Hữu Nghĩa, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận chi bộ 05, để chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và đại diện gồm có ông Đỗ Công Viên, trưởng thôn 5. Và đề nghị chúng ta một lần nữa hãy dành tặng những tràng pháo tay thật lớn. Và các ông đại diện cho quỹ khuyến học của các dòng họ trong thôn cũng có mặt ngày hôm nay, để chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Dạ vâng, và về dự ngày hôm nay còn đặc biệt có sự hiện diện của bà Trịnh Thị Ánh Thu. Vâng, đề nghị chúng ta một lần nữa. Vâng, phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, để chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Dạ vâng, và đại diện cho dòng họ Đỗ Hữu gồm có ông Đỗ Hữu Chính, trưởng dòng họ Đỗ Hữu. Và đề nghị chúng ta hãy dành tặng những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà trong dòng họ đã có mặt đông đủ để tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, các ông đại diện cho quỹ khuyến học của dòng họ trong thôn và trong dòng họ hôm nay vô cùng là tuyệt vời về dự và có những bài phát biểu cũng như có những sự hiện diện của tất cả các quan khách, các đại biểu và khách quý. Đó là niềm vui, là niềm vinh hạnh và tự hào rất lớn đối với dòng họ Đỗ Hữu ngày hôm nay. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Hữu Thuận, trưởng ban khuyến học dòng họ, sẽ lên có đôi lời phát biểu và khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Trước khi sự hiện diện của ông thì xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta một lần nữa nồng nhiệt nổ những tràng pháo tay thật lớn. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, về sự ngày hôm nay còn có bà Mai Thị Dung, cán bộ văn hóa xã. Và xin đề nghị chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn. Và sự hiện diện của bà Đỗ Thu Hà, phó bí thư chi bộ. Và xin được trân trọng kính mời.
Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị khách quý kính mến, và về dự ngày hôm nay còn có những lãng hoa vô cùng tươi thắm để dành tặng cho ban tổ chức ngày hôm nay. Xin được trân trọng và giới thiệu kính mời lên sân khấu những lãng hoa tươi thắm. Dạ vâng, giới thiệu ông Đỗ Hữu Thuận, trưởng ban tổ chức sẽ di chuyển lên sân khấu để nhận những lãng hoa tươi thắm của vâng các vị đại biểu về dự ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Hữu Ngọ là phó ban tổ chức ạ, sẽ di chuyển lên sân khấu để đón nhận những lãng hoa tươi thắm. Và về dự đại diện ngày hôm nay gồm có đại diện phòng giáo dục đào tạo huyện Phúc Thọ có lãng hoa tươi thắm về để chúc mừng. Tổ chức xin được nồng nhiệt chào đón những lãng hoa tươi thắm của ban tổ chức đã về dự ngày hôm nay. Và để dành tặng cho ban tổ chức, những người làm chương trình xin được trân trọng cảm ơn. Và xin mời nhà nhiếp ảnh gia sẽ quay và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Chúc mừng lãng hoa tươi thắm của các đại biểu về tham dự. Vâng ạ, sau phần quà của đại diện phòng giáo dục đào tạo huyện Phúc Thọ thì tiếp theo trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cho đảng và chính quyền xã Tam Hiệp có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho ban tổ chức ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức xin được nồng nhiệt và cảm ơn những lãng hoa tươi thắm tuyệt vời nhất của do của toàn thể các vị đại biểu khách quý về dự lễ kỷ niệm 15 năm hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo, trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cho các trường học của xã Tam Hiệp sẽ có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Dạ vâng ạ, sau phần quà của đại diện các trường học của xã Tam Hiệp, thay mặt cho ban tổ chức trân trọng đón nhận và cảm ơn lãng hoa tươi thắm của đại diện các trường học xã Tam Hiệp hôm nay. Và tiếp theo trân trọng giới thiệu và mời đại diện cho đảng và chính quyền thôn Năm ạ sẽ có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Dạ vâng, và đón nhận lãng hoa tươi thắm ngày hôm nay là sự hiện diện của ông Đỗ Hữu Kim Thuận, trưởng ban tổ chức, và cùng ông Đỗ Hữu Ngọ, phó ban tổ chức ngày hôm nay nhận những lãng hoa thật sự tươi thắm của. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp nối chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cho đảng và chính quyền của thôn Năm ạ. Trân trọng cảm ơn về dự ngày hôm nay với những lãng hoa tươi thắm của tất cả các vị đại biểu khách quý. Và sau phần quà của phần lãng hoa tươi thắm của đại diện chính quyền thôn Năm là đại diện cho các chị em và dâu trong dòng họ, xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu lãng hoa tươi thắm của đại diện cho các chị dâu. Vâng, chị dâu trong dòng họ xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Dạ vâng ạ, sau phần lãng hoa của các đại diện các chị em dâu trong dòng họ sẽ là đại diện cho câu lạc bộ bóng đá của dòng họ Đỗ Hữu sẽ chuẩn bị. Sau phần quà của đại diện các chị em dâu trong dòng họ Đỗ Hữu sẽ là phần quà đại diện cho câu lạc bộ bóng đá của dòng họ. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ bóng đá của dòng họ Đỗ Hữu. Và sau lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ bóng đá sẽ là phần đại diện của gia đình ông bà Ngọ Mão. Vâng ạ, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lãng hoa tươi thắm của đại diện gia đình ông bà Ngọ Mão. Vâng, sẽ chuẩn bị để di chuyển lên sân khấu lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho ban tổ chức ngày hôm nay. Dạ vâng, sau phần quà, sau phần hoa tươi thắm của đại diện gia đình ông bà Ngọ Mão sẽ là đại diện cho gia đình anh chị Huân Hiền. Vâng, đại diện cho gia đình anh chị Huân Hiền sẽ chuẩn bị ạ. Xin được trân trọng thay lời cho ban tổ chức cảm ơn những lãng hoa của các đại diện khách mời.
và đại diện cho tất cả các dòng họ đã di chuyển về tại nhà thờ để chúc mừng cho ngày lễ khuyến học của dòng họ Đỗ Hiếu hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúc mừng cho ban tổ chức sẽ có sự thành công rực rỡ. Và tiếp theo trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện lãng hoa của gia đình con cháu cụ Thứ. Vâng, lãng hoa tươi thắm đại diện cho con cháu của gia đình cụ Thứ sẽ di chuyển lên sân khấu để dành tặng cho ban tổ chức ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Và tiếp theo sẽ là lãng hoa đại diện cho ban khuyến học họ Nguyễn Tiến sẽ chuẩn bị. Xin được trân trọng cảm ơn lãng hoa tươi thắm của các đại biểu khách mời, các vị đại biểu khách quý đã về dự và có những phần hoa, phần quà rất quý báu. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin kính mời phần hoa của đại diện ban khuyến học họ Nguyễn Tiến. Và sau phần hoa của dòng họ Nguyễn Tiến sẽ là đại diện cho Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp chuẩn bị ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thay mặt một lần nữa cho ban tổ chức. Cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các đại biểu khách mời, các vị đại biểu khách quý về tham dự và có những lăng hoa, những phần quà để chúc mừng cho ban tổ chức ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc sức khỏe của toàn thể các vị đại biểu khách quý. Và để tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng tầm nhìn về phía sân khấu. Và xin mời toàn thể quý vị sẽ hướng ánh mắt nhìn về sân khấu để chào đón lên sân khấu. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của ông Đỗ Hữu Thuận, trưởng ban khuyến học của dòng họ, lên có bài phát biểu và khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Và xin mời toàn thể quý vị hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho ông Đỗ Hữu Thuận, trưởng ban khuyến học ngày hôm nay. Trước hết, cho phép tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu, toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể các cháu. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Phúc Thọ. Kính thưa bà Trịnh Thị Ánh Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà và các cháu. Quỹ khuyến học dòng họ Đỗ Hữu chúng tôi đã đi được một chặng đường dài kể từ khi mới được thành lập. Đến nay, quỹ đã hoạt động được 15 năm. Những ngày đầu mới thành lập, tuy còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, song được sự quan tâm và ủng hộ của toàn thể dòng họ, cũng như sự quyết tâm và nhiệt tình của ban khuyến học, nên quỹ đã được dần ổn định và ngày càng phát triển hơn. Hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2023, trong không khí tưng bừng của cả nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đồng thời được sự thống nhất của toàn thể dòng họ Đỗ Hữu, ban khuyến học có long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quỹ khuyến học 2009-2023. Đồng thời, để biểu dương và trao phần thưởng cho các cháu đã đạt được những thành tích tốt trong năm học vừa qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà. Trong suốt 15 năm qua, quỹ khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu vẫn được duy trì hoạt động. Hàng năm, ban khuyến học vẫn tổ chức trao phần thưởng cho các cháu nhằm động viên, khuyến khích các cháu để các cháu học tập tốt hơn và cùng nhau thi đua giành nhiều điểm 9, điểm 10 để về báo công với bố mẹ, với gia đình. Cũng trong 15 năm qua, đã có hàng trăm lượt các cháu học sinh trong dòng họ đã được nhận những phần thưởng do ban khuyến học trao tặng. Chính vì được sự quan tâm động viên đó nên trong 15 năm qua,
Trong dòng họ đã có 21 cháu đạt học sinh giỏi cấp trường, 17 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, 2 cháu đạt giải khuyến khích cấp thành phố. Đặc biệt trong 15 năm qua, trong dòng họ đã có các thế hệ 25 cháu đã bước vào giảng đường đại học. Và hiện nay nhiều cháu đã ra trường và đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và hiện nay đã có những cháu rất thành đạt trên con đường học tập của mình. Và đã có 2 tấm bằng đại học và trên đại học. Hôm nay toàn thể dòng họ Đỗ Hữu của chúng ta rất tự hào về các thế hệ con cháu của mình. Vì các cháu đã nỗ lực phấn đấu trong những năm vừa qua để có được những kết quả như ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, trong suốt 15 năm qua, Quỹ Khuyến học vẫn được sự quan tâm và ủng hộ của dòng họ, nên quỹ vẫn được duy trì hoạt động tốt. Hôm nay, hiện nay, tổng quỹ có tổng số tiền 110 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được cho vay để hàng năm ban khuyến học trích số tiền lãi ra để mua sách vở và đồ dùng học tập để tổ chức trao tặng cho các cháu. Ngoài ra, hàng năm ban khuyến học còn tổ chức cho các cháu đi tham quan du lịch một ngày nhằm động viên các cháu sau một năm học tập vất vả trên ghế nhà trường. Năm học 2022-2023 cũng vừa kết thúc, các cháu cũng đã có kết quả học tập của mình. Cụ thể, năm nay có tổng số 71 cháu được nhận phần thưởng do ban khuyến học trao tặng. Trong đó có 36 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, 25 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 4 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, 1 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, và 1 cháu đạt 2 giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp huyện. Đó là cháu Đỗ Thị Mỹ Dung, học sinh lớp 7 A6 đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Và cháu Đỗ Hữu Tuấn đã đạt 2 giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp huyện. Hôm nay, trong không khí vui mừng và phấn khởi của buổi lễ, tôi xin phép được thay mặt cho ban khuyến học của dòng họ xin chúc mừng và biểu dương toàn thể các cháu trong dòng họ đã đạt được những thành tích xuất sắc trong những năm vừa qua. Đồng thời, tôi cũng mong các cháu cần phải cố gắng hơn nữa để trong những năm học tới đạt được những thành tích tốt hơn, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của gia đình cũng như sự động viên của dòng họ. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc toàn thể các cháu chăm ngoan, học giỏi và có kỳ nghỉ hè vui vẻ và bổ ích. Chúc buổi lễ được thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời phát biểu của trưởng ông và trưởng ban tổ chức Đỗ Hữu Thuận. Xin cảm ơn một lần nữa và những chào mừng tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng, và sau phần phát biểu và cũng như lễ khai mạc ngày hôm nay thì rất là vinh dự và rất là tự hào cho dòng họ Đỗ Hữu có rất nhiều những nhân tài, những nhân tố, các cháu học rất giỏi, rất chăm ngoan. Đó là niềm vinh hạnh và kiêu hãnh của các cụ trong dòng họ. Và xin tiếp theo, trân trọng sẽ là phần trao thưởng cho các cháu. Và sau đây xin được trân trọng kính mời những danh sách các cháu đạt học sinh giỏi của năm 2022 và năm 2023 vừa qua. Và về phần học sinh giỏi, xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu cháu Đỗ Thị Phương Linh. Vâng, đạt học sinh giỏi của năm 2022 và 2023 hôm nay.
Và tiếp theo là cháu Đỗ Hữu Quang Anh, 3A1 sẽ di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời cháu Đỗ Hữu Đăng Khoa, 1A2, và rất là giỏi. Và tiếp theo là cháu Đỗ Hữu Hải Minh, 4A3, di chuyển lên sân khấu. Và tiếp theo sẽ là cháu Đỗ Hữu Hải Quân, 2A3. Và tiếp theo sẽ là Đỗ Hoàng Tuệ Minh, 1A2, và Đỗ Hoàng Linh Đan, 4A3, và Đỗ cháu Đỗ Hữu Thành Đạt, 2A3, và cháu Đỗ Nam Ánh, 3A1, cùng cháu Đỗ Thị Hoài An, 5A1. Đây là 10 các bạn nhí của chúng ta đã đạt danh hiệu học sinh giỏi của năm 2022 và 2023. Và vinh hạnh trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu đại diện trao phần thưởng cho các cháu, ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, và bà Trịnh Ánh Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, sẽ lên trao các phần thưởng cho các cháu ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Là phần quà dành cho các cháu học sinh giỏi cuối năm 2023 và năm 2000 và cuối năm 2022 và của năm 2023 đã đạt những danh hiệu xuất sắc và tán dương, cũng như động viên tinh thần khích lệ cho các cháu sang năm học giỏi hơn nữa, để sẽ lại nhận được những phần quà vô cùng tuyệt vời của ban tổ chức dòng họ Đỗ Hữu. Xin được chân thành cảm ơn. Cháu học sinh giỏi của lớp 1, 2, 3 và 5 xin được cảm ơn rất nhiều phần quà của ban tổ chức. Các con sẽ lắng lại để cô giáo đại diện cho trường cấp 1 sẽ tặng tiếp những phần quà dành cho các con hôm nay. Con xin mời đại diện cô giáo ạ. Cảm ơn nhà trường và xin cảm ơn cô giáo đã rất quan tâm và yêu thương, cũng như sự gắn kết tình cô trò, để dành tặng cho các con những phần quà ý nghĩa mà các con đã xứng đáng được đón nhận ngày hôm nay sau những năm tháng và cố gắng miệt mài. Thay mặt các con xin cảm ơn cô giáo và cảm ơn ban tổ chức, và xin mời các con sẽ di chuyển về từng bàn. Sẽ là phần quà dành tặng cho cháu Đỗ Thị Anh Thư, 5A3, và cháu Đỗ Hữu Siêu, 2A1, cháu Đỗ Thị Bích Ngà, 5A3, cháu Đỗ Trà My, 4A3, cháu Đỗ Hữu Mã, 2A2, cháu Đỗ Hữu Đăng Khoa, 1A2, cháu Đỗ Hữu Hưng, 4A1,
cháu Đỗ Thị Mai Phương 6A1 và cháu Đỗ Thị Mỹ Dung 7A6 và cháu Đỗ Thị Quỳnh Như Quỳnh 6A1. Những danh sách mà MC cô Ngọc Lĩnh vừa mới đọc tên thì các con di chuyển lên sân khấu nhanh chân nào để chúng ta nhận những phần quà rất ý nghĩa của ban tổ chức và các thầy cô giáo ngày hôm nay. Xin mời các con. Và cháu Đỗ Thị Anh Thư là 5A3 và Đỗ Hữu Siêu 2A1, Đỗ Thị Bích Ngà 5A3, Đỗ Trà My 4A3, Đỗ Hữu Mã 2A2, Đỗ Hữu Đăng Khoa 1A2, Đỗ Hữu Hưng 4A1 cùng cháu Đỗ Thị Phương Mai 6A1 và cháu Đỗ Thị Mỹ Dung 7A6 cùng Đỗ Thị Quỳnh Như Quỳnh 6A1. Đây là những danh sách 10 bạn tiếp theo. Bạn nào mà vắng mặt thì sẽ đại diện cho gia đình lên nhận phần quà giúp cho các con, các cháu của mình ạ. Với chắc do lý do là các con đi học thêm hoặc gì đó nên có một số con sẽ vắng mặt, thì ban tổ chức sẽ nhờ người nhà hoặc là chúng ta sẽ lán lại phần quà đấy trao sau. Cấp 2 là có cháu Đỗ Thị Phương Mai 6A1 và cháu Đỗ Thị Mai Phương đấy ạ, là 6A1 và cháu Đỗ Thị Mỹ Dung của 7A6. Cho ban tổ chức xin được cảm ơn các con và chúc các con luôn học giỏi, chăm ngoan và hạnh phúc. Xin mời các con sẽ di chuyển về. Và tiếp theo xin được mời lên sân khấu những phần quà của các bạn cấp 2, gồm có Đỗ Hữu Nam, học sinh 8A1, Đỗ Anh Thư, học sinh 6A2 và Đỗ Thị Hà Linh, học sinh 7A6 và Đỗ Thị Bảo Trâm là 8A1, Đỗ Thị Phương Nhung 9A2 và Đỗ Hữu Tuấn 7A5, Đỗ Thị Tố Yên 6A1, Đỗ Hữu Nam 8A1, Đỗ Anh Thư 6A2, Đỗ Thị Hà Linh là 7A6, Đỗ Bảo Trâm 8A1, Đỗ Thị Phương Nhung 9A2, Đỗ Hữu Tuấn là 7A5 cùng Đỗ Thị Tố Yên 6A1. Đỗ Thị Bảo Trâm là 8A1. Xin cảm ơn. Và tiếp nối sẽ là phần quà tiếp theo của các cháu.
Đỗ Hữu Phúc 7A6, Đỗ Hữu Long 8A1, Đỗ Thị Đức 9A3, Đỗ Thị Kim Ngọc là 7A5, Đỗ Hữu Tuấn Tuấn Phát là 8A1, Đỗ Hữu Long là 8A1, Đỗ Thị Đức là 9A3, Đỗ Thị Kim Ngọc 7A5, Đỗ Hữu Tấn Phát là 8A1. Gồm có cháu Đỗ Hữu Huy 11A4. Bây giờ sẽ là danh sách của các cháu cấp 3. Đỗ Thị Phương Thảo 10A1, Đỗ Hoàng Nam Phương 11A6, Đỗ Thị Quỳnh 12D2. Đây là những danh sách học sinh giỏi. Đỗ Thị Phương Thảo 10A1. Và tiếp theo sẽ là danh sách học sinh tiên tiến cấp 1, học sinh tiên tiến của trường cấp 1, gồm có bé Đỗ Hữu Đan Hưng 4A3, Đỗ Hữu Đan Hưng 4A3, Đỗ Hữu Thành 1A3, cháu Đỗ Hữu Trường 2A3 và cháu Đỗ Hữu Kiệt 5A1, cháu Đỗ Hữu Đạt 4A3, cháu Đỗ Hữu Gia Bảo 4A3, Đỗ Hữu Hoàng 4A3, Đỗ Thị Huyền Anh 1A2, cháu Đỗ Ánh Ngọc 5A1 và cháu Đỗ Thị Quỳnh Như 1A2. Sau phần quà của 10 cháu nhỏ tiếp theo sẽ là cháu Đỗ Hữu Hải Nam. Cháu Đỗ Hữu Hải Nam 5A2 và cháu Đỗ Mai Anh 1A. Và sau 10 phần quà của các con đang trên sân khấu sẽ là phần quà của cháu Đỗ Hữu Hải Nam chuẩn bị lên sân khấu. Cháu Đỗ Mai Anh 1A2, cháu Đỗ Hà Linh 4A3, cháu Đỗ Hữu Gia Bảo 5A1, cháu Đỗ Nhã Uyên 1A2, cháu Đỗ Như Quỳnh 3A2. Đây là những cháu mà cô vừa mới xướng tên, chúng ta di chuyển lên sân khấu. Cháu Đỗ Hữu Hải Nam 5A2, cháu Đỗ Mai Anh 1A2, cháu Đỗ Hà Linh 4A3 và cháu Đỗ Hữu Gia Bảo 5A1, cháu Đỗ Nhã Uyên 1A2 và cháu Đỗ Quỳnh Như cháu Đỗ Như Quỳnh vâng là 3A2. Các con vắng mặt hay là gia đình sẽ nhận thay giúp cho các con hoặc ban tổ chức sẽ để phần quà lại. Và tiếp theo sẽ là danh sách của các bạn học sinh tiên tiến của cấp 2. Danh sách học sinh tiên tiến của trường cấp 2 gồm có Đỗ Thị Hà 9A1, hai là Đỗ Thị Hoài 8A1, Đỗ Khánh Ly 8A1, Đỗ Hữu Gia Huy 9A1, Đỗ Hoàng Phương Linh 8A2, Đỗ Hữu Hoàng 8A2 và Đỗ Hữu Cương 9C1. Những danh sách mà vừa được đọc tên thì các cháu chuẩn bị để lên khán đài nhận phần thưởng. Các cháu của trường cấp 2 đấy sẽ chuẩn bị. Từ từ phần quà sau cho các con đã. Danh sách các con học xong của cấp 1 xong rồi thì mời các con di chuyển xuống dưới để dành khán đài cho các chị cấp 2. Tí nữa bé ơi. Cháu Đỗ Thị Hà 9A1, Đỗ Thị Hoài 8A1, Đỗ Khánh Ly 8A1, Đỗ Hữu Gia Huy
9A1, Đỗ Hoàng Phương Linh 8A2, Đỗ Hữu Hoàng 8A2 và Đỗ Hữu Cương 9C1 là những danh sách học sinh cấp 2 đã được thưởng phần quà ngày hôm nay của ban tổ chức. Xin mời các con đã được đọc tên thì hãy lên sân khấu của mình. Và tiếp theo sẽ là danh sách học sinh tiên tiến của trường cấp 3 gồm có cháu Đỗ Thị Hiển Vinh 11A4 và cháu Đỗ Trà My 11D0. Và thay mặt cho ban tổ chức xin được nghênh đón và cảm ơn cũng như chúc mừng cho các con và các cháu ngày hôm nay đã đạt được những danh hiệu cao quý học sinh giỏi của trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 trong dòng họ Đỗ Hữu. Và những danh sách học sinh tiên tiến đã nhận được rất nhiều những phần quà ngày hôm nay từ ban tổ chức. Chúc các con sang năm cuối của năm 2023 và 2024 sẽ đạt được nhiều danh sách học sinh giỏi xuất sắc hơn nữa và sẽ nhận những phần quà nhiều hơn nữa từ ban tổ chức dòng họ Đỗ Hữu. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin mời toàn thể quý vị hãy dành tặng cho ban tổ chức cùng tất cả các cháu học sinh giỏi ngày hôm nay những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, cùng toàn thể các cụ công ông bà sẽ cùng hướng tầm nhìn về sân khấu để chúng ta cùng chào đón và đại diện trong dòng họ sẽ có những lời phát biểu, động viên và cảm ơn chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cụ trong họ phát biểu. Và xin mời, kính mời cụ Đỗ Hữu Chính, trưởng họ, vâng, trưởng tộc đấy ạ, sẽ di chuyển lên sân khấu để có những lời phát biểu. Trân trọng giới thiệu và kính mời cụ. Và đề nghị toàn thể quý vị khách quý hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sự hiện diện của cụ Đỗ Hữu Chính là trưởng tộc ngày hôm nay ạ. Các quý đại biểu cùng toàn thể các ông các bà trong bản tộc họ Đỗ Hữu, hôm nay kỷ niệm ban khuyến học của họ chúng tôi thành lập được 15 năm. Hôm nay là năm nay là năm thứ 15. Thế trong ban học trong ban khuyến học của họ đã có nhiều hội ý với dòng tộc họ Đỗ Hữu của tôi có tổ chức cái lễ qua buổi nội dung mà ông Thuận ông ấy vừa rồi đã đọc cho các quý khách với các cụ ông các cụ bà lắm được. Giờ thì tôi cũng có thay mặt cho dòng tộc họ thì cũng có đôi vài ý kiến. Để trước tiên là để cảm ơn các quý khách rồi các ông các bà. Kính thưa các quý vị đại biểu này, thưa toàn thể các cụ ông các cụ bà, hôm nay là ban khuyến học của họ Đỗ Hữu chúng tôi. Của họ Đỗ Hữu chúng tôi có long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập quỹ khuyến học. Trước hết tôi xin phép được thay mặt toàn thể các cụ ông các cụ bà trong họ Đỗ Hữu chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các cụ ông các cụ bà đã bớt chút thời gian để tới dự hôm nay. Đồng thời tôi cũng xin phép được thay mặt cho toàn thể dòng họ xin gửi lời khen và sự ghi nhận của dòng họ đối với sự đóng góp nhiều của ban khuyến học họ Đỗ Hữu suốt 15 năm qua với phong trào khuyến học của họ. Cuối cùng tôi không biết nói gì hết, thay mặt cho dòng tộc họ Đỗ Hữu xin kính chúc các đại biểu
cùng toàn thể các cụ ông, các cụ bà và các cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc buổi lễ được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Ngày 30 tháng 7 2023. Dạ vâng ạ, xin toàn thể quý vị hãy dành tặng cho ban cụ Đỗ Hữu chính là trưởng tộc ngày hôm nay với những lời phát biểu và động viên tinh thần. Xin cảm ơn cụ rất nhiều, chúc cụ luôn mạnh khỏe và để tiếp tục lối dõi tiếp theo. Dạ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Phúc Thọ sẽ di chuyển lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa bà Trịnh Anh Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các anh, các chị cùng toàn thể các cháu trong dòng tộc của Đỗ Hữu. Hôm nay rất vinh dự cho tôi là được về dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu và được chứng kiến cái sự phát triển của Quỹ khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu trong 15 năm qua. Thì báo cáo với các cụ cùng các bà trong dòng họ là kế thừa truyền thống của dân tộc, của quê hương về hiếu học. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể các anh chị em, con cháu của dòng họ Đỗ Hữu. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được thay mặt cho một số các phòng ban ngành và chính quyền địa phương về dự cái lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu. Và chúng tôi được chứng kiến cái sự phát triển của Quỹ khuyến học dòng họ Nguyễn Hữu trong 15 năm qua. Đây chính là cái sự kế thừa truyền thống hiếu học của dân tộc, của quê hương. Và các đồng chí biết là truyền thống hiếu học là truyền thống lâu đời của dân tộc chúng ta và đã được Đảng, Nhà nước chúng ta phát huy trong giai đoạn hiện nay trong cái việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, xã hội học tập. Hôm nay được về chứng kiến 15 năm ngày thành lập Quỹ khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu với sự trưởng thành và hoạt động của 15 năm qua. Và kết quả chúng ta vừa được chứng kiến trong năm học 2022-2023 thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái cách làm, một trong những cái mô hình rất tốt về xây dựng xã hội hóa học tập, trong đó có xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập. Thế và thay mặt cho phòng giáo dục, được các phòng ban ngành và chính quyền địa phương xin được chúc mừng ban khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu và mong trong thời gian tới thì ban khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu tiếp tục phát huy, phát triển để khuyến khích, động viên con cháu trong dòng họ nỗ lực, cố gắng học tập như người xưa đã dạy là nhân bất học thì bất chí lý. Và cũng đề nghị chính quyền địa phương sẽ nhân rộng mô hình dòng họ học tập của dòng họ Đỗ Hữu ra nhân rộng trên địa bàn xã Tâm Hiệp cũng như trên địa bàn huyện Phúc Thọ nói chung để chúng ta nhân rộng những cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập nhằm thúc đẩy cái chủ trương xã hội học tập. Và kính thưa các cụ, các ông, các bà về dự với buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay thì xin được thay mặt cho phòng giáo dục xin được kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể dòng tộc Đỗ Hữu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc cho Quỹ khuyến học của chúng ta ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu sâu sắc và ý nghĩa của ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Phúc Thọ. Xin trân trọng cảm ơn và chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn. Chúc mừng.
Và tiếp theo xin được mời hiện diện cháu Đỗ Thị Mỹ Dung sẽ đại diện cho các cháu trong dòng họ lên phát biểu cảm tưởng. Trong ngày hôm nay xin được mời lên sân khấu cháu Đỗ Thị Mỹ Dung. Và xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy dành tặng cho cháu Đỗ Thị Mỹ Dung một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể. Hôm nay rất vinh dự cho bản thân cháu được đại diện cho tất cả các anh chị em học sinh trong dòng họ dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quỹ Khuyến học và có đôi lời phát biểu về cảm nghĩ của mình. Kính thưa toàn thể hội nghị, như cháu được biết, Quỹ Khuyến học của dòng họ kể từ khi mới được thành lập cho đến nay đã 15 năm. Trong suốt 15 năm qua, đã có biết bao thế hệ học sinh trong dòng họ nhận được sự quan tâm, động viên từ Quỹ Khuyến học. Nên trong những năm vừa qua, đã có rất nhiều các anh chị giành được danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc trong học tập. Còn hôm nay, trong buổi lễ long trọng này, cũng có rất nhiều anh chị em vinh dự được nhận những phần thưởng do Ban Khuyến học trao tặng. Cầm phần thưởng trên tay, bản thân cháu có suy nghĩ rằng những phần thưởng mà chúng cháu nhận được ngày hôm nay tuy giá trị không nhiều nhưng lại mang đầy ý nghĩa về sự quan tâm, tình cảm của Ban Khuyến học cũng như của dòng họ đối với các thế hệ của mình. Trong suốt những năm vừa qua, hôm nay, trong không khí vui mừng và phấn khởi của buổi lễ, không biết nói gì hơn, cháu xin thay mặt cho toàn thể anh chị em trong dòng họ xin chân thành cảm ơn Ban Khuyến học cùng toàn thể dòng họ Đỗ Hữu đã quan tâm và luôn đồng hành cùng chúng cháu trong suốt 15 năm qua. Và chúng cháu cũng xin hứa quyết tâm học thật giỏi để sang năm học tới đạt những thành tích tốt hơn, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của gia đình cũng như sự động viên của dòng họ và của Ban Khuyến học. Cuối cùng, cháu xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Cháu xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu, cảm nghĩ và cảm nhận của cháu Đỗ Thị Mỹ Dung. Và rất là vinh dự cho cháu được đại diện cho các phần thưởng của các chị, các anh và các em hôm nay. Và xin một lần nữa chúc mừng cháu và chúc cháu luôn mạnh khỏe, học giỏi và chăm ngoan. Và sau đây tiếp theo trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu sự trở lại của ông Đỗ Hữu Thuận, trưởng ban tổ chức, sẽ có những lời cảm nhận và cảm ơn cũng như cảm ơn tới tất cả các đại biểu khách quý về sự có những lãng hoa tươi tắm cùng với tất cả các cụ ông cụ bà trong dòng họ. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể các cháu, hôm nay Ban Khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu chúng tôi có long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quỹ. Trước hết, không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà đã bớt chút thời gian tới dự buổi lễ hôm nay. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cá nhân, các gia đình, các tổ chức trong và ngoài họ Đỗ Hữu đã luôn quan tâm, ủng hộ cho cái buổi lễ hôm nay được thành công tốt đẹp. Một lần nữa, tôi xin kính chúc sức khỏe của các cụ, các ông, các bà và toàn thể các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây thì thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà lưu chân lại để dự bữa cơm thân mật cùng dòng họ Đỗ Hữu chúng tôi. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu đầy chân thành đại diện cho dòng họ. Đó chính là lời phát biểu của ông Đỗ Hữu Thuận, trưởng ban ngày hôm nay. Và cũng như thay lời cho trưởng ban tổ chức, phó ban tổ chức và cũng như ban tổ chức ngày hôm nay, trân trọng kính mời toàn thể các vị đại biểu khách quý gần xa cùng toàn thể các cụ, các ông, bà, các bác, cô chú, anh chị trong dòng họ Đỗ Hữu sẽ lắng lại để cùng dự bữa tiệc thân mật cho lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quỹ Khuyến học 2009-2023 sẽ có sự thành công rực rỡ. Và hôm nay sẽ có sự hiện diện của nhà camera nhiếp ảnh gia, chắc chắn sẽ quay và ghi lại được những khoảnh khắc tuyệt vời. Về tới đời là con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua tình cầu che
con để gặp được tình quê. Bao năm qua cách trở phường xa xôi ngược một ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh tranh kèo tỏ khói làm chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát dưới chưa chát lòng người. Đâu rồi ngày xưa hai đó đai đưa năm đồ chiều quê hương ơi ấp bãi đời tôi thương ngọt đôi môi. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh theo thọt khói đạp chiều. À ơi con nước lớn chảy xuôi đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi mời hương những ngày tháng.
Vâng, quê hương thì luôn luôn là cội nguồn, là tất cả những gì mà chúng ta luôn mong mỏi được hướng về. Và ngày hôm nay với sự hiện diện của toàn thể quý vị cùng trở về với lễ kỷ niệm 15 năm của Quỹ Khuyến học dòng họ Đỗ Hữu, đó là một niềm vui, một niềm vinh hạnh để tự hào cho dòng họ Đỗ Hữu luôn luôn có những người con luôn luôn chăm ngoan học giỏi. Và xin được một lần nữa cảm ơn quý vị và kính chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Và cho phép MC Thu Hương cũng như là nữ ca sĩ MC Ngọc Lĩnh ngày hôm nay xin được gửi đến toàn thể quý vị tất cả những ca khúc hay nhất thay cho lời chúc mừng hạnh phúc đến dòng họ Đỗ Hữu ngày hôm nay. Và một nhạc phẩm tiếp theo được mang tên Về Quê, trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đón nhận. Cô dì, chú bác, tất cả những gia đình đến từ dòng họ Đỗ Hữu ngày hôm nay cũng đã trở về với lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quỹ Khuyến học của dòng họ Đỗ Hữu. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng dự đại tiệc ngon miệng. Có cây thì mới có cành, tự hào tiên tổ khoa danh một thời. Tổ tiên hai chữ sáng ngời, nguyện cầu phù hộ đời đời cháu con. Một lòng một dạ sắt son, đắng cây chia sẻ vui buồn có nhau. Nhà thờ đẹp mãi mai sau, bởi tình đoàn kết trước sau một lòng. Con cháu hậu duệ dòng họ rất tự hào vì đã xây dựng được ngôi nhà thờ to đẹp, mang đầy ý nghĩa văn hóa tâm linh, đóng góp cho quê hương một điểm sáng về văn hóa hiếu đạo, lưu lại cho các thế hệ đời sau. Nơi thờ cúng ấm lòng tiên tổ, con cháu phúc lộc bền, cùng nhắc nhở nhau mọi người ghi sâu đạo
lý, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Theo nâng bước đoạn đường đời cho các thế hệ con cháu dòng họ, cầu chúc cho dòng họ ngày càng phát triển thịnh vượng, cầu chúc cho con cháu của dòng họ dù là ai ở địa vị nào ở đâu cũng luôn gặt hái được những thành công hạnh phúc và luôn nhớ về cội nguồn. Hậu duệ tích đức nguyện tu cho dòng giống nở muôn hoa quế hòe. Trước từ đường tiên tổ uy linh, cầu cho dòng họ quang vinh đời đời. Từng người một trân trọng từng phút giây, dâng lên tiên tổ nén nhang thành kính nhất. Đồng thời cũng không quên nguyện cầu cho những linh hồn cha ông được an lành thanh thản nơi thế giới bên kia, và luôn dõi theo phù hộ độ trì cho con cháu nhà.
nhà thờ họ to đẹp uy linh, con cháu họ tiền đời sáng lạn, bởi một cây đã tỏa muôn cành, vạn hoa luôn nở, trồi xanh nảy mầm. Ơn tổ tiên phúc ấm, con cháu dòng họ đức tâm sáng ngời, như những dòng sông bắt nguồn từ suối nhỏ, hóa thân thành biển lớn mây. Một dòng họ, một con đò, trong ta hơn lời ca ước vọng.